em hãy nhìn rất xa, vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, nhiều người đã trở thành anh hùng, nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Để đất nước này là đất nước nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại.